Ủy ban quản lý vốn nhà nước vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chưa đồng thuận để ACV tham gia xây mới nhà ga hành khách cho sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Theo Ủy ban quản lý vốn, hiện ACV đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh thu và lợi nhuận giảm nghiêm trọng. Trong khi phải tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài, Hà Nội, mở rộng sân bay Điện Biên. Sau khi triển khai dự án trọng điểm trên, ACV mới dùng nguồn lực cho các dự án khác, trong đó có dự án xây mới nhà ga T2 sân bay Đồng Hới. Trước đó, ACV đã nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không Đồng Hới tới Ủy ban quản lý vốn và địa phương. Trong đó đề nghị xây nhà ga mới để nâng công suất phục vụ lên 3 triệu hành khách một năm. Tổng mức đầu tư 1.222 tỷ đồng bằng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Hiện nhà ga sân bay này chỉ có công suất thiết kế 500.000 khách một năm.